đời vào sinh ra tử của nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dành rất nhiều lời có cánh cho các tướng lĩnh trong quân đội ta. Tuy nhiên, tướng lĩnh tóc dài thì không có nhiều. Thiếu tướng Nguyễn Thị Định là người đầu tiên và duy nhất từng được bác nhắc đến với niềm tự hào khôn tả vào năm 1965. Bác đã nói, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ có nước ta là có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc ta. Nếu Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì bà Nguyễn Thị Định cũng không kém cạnh khi là vị nữ tướng đầu tiên trong quân đội. Tuy cấp bậc không giống nhau, nhưng so sánh với những người phụ nữ cùng thời hoặc cả bây giờ, thì cuộc đời của bà Định xứng đáng là một huyền thoại, được đưa vào sử sách muôn đời. Là người thành lập và lãnh đạo đội quân tóc dài, dương cao khẩu hiệu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Tên tuổi của bà gắn liền với dấu ấn của tàu không số đầu tiên, với đồng khởi Bến Tre vang dội. Cuộc đời bà Định oanh liệt đến nỗi, nhà sử học Trần Văn Dầu đã từng phải thốt lên: sống làm tướng, chết thành thần. Để tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời vào sinh ra tử của một người phụ nữ, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của thời đại này, anh em hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay với người kể chuyện là tôi, Mr. Xuôi đẹp trai của ngược dòng lịch sử, anh em nhé. Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sống ở thời buổi đất nước bị bàn chân quân thù chà đạp, bà Định không muốn sống an phận một cuộc đời mất tự do như những người con gái khác. Chính vì vậy, bà bắt chước cánh mày râu tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi. Và cũng chỉ mất có 2 năm, bà đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Chính sự kiện này đã làm thay đổi sâu sắc tư tưởng của người con gái Bến Tre. Bà tin rằng, đàn ông có thể đánh giặc thì bà cũng có thể đánh giặc. Đàn ông có thể lãnh đạo quần chúng đấu tranh thì bà cũng có thể lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Nói chung chỉ có những việc phụ nữ làm được mà đàn ông không làm được, chứ không có việc gì đàn ông làm được mà phụ nữ không làm được cả. Thế mới nói, tư duy nữ quyền không phải đến bây giờ mới xuất hiện, mà đã được hình thành trong nhận thức của một người phụ nữ ngỡ bình thường nhưng cực kỳ phi thường Nguyễn Thị Định rồi. Chỉ có điều lúc ấy bà không biết để gọi tên cho sang miệng mà thôi. Tuy tham gia hoạt động cách mạng nhưng bà Định cũng không quên quyền và nghĩa vụ của một người phụ nữ, đó là lấy chồng, sinh con. Chồng bà Định cũng là người của cách mạng. Khi con mới sinh được 3 ngày tuổi thì ông bị bắt. Người vợ trẻ một mình ẵm con đi thăm chồng được một lần, rồi cũng bị bắt lúc đứa trẻ chưa đầy 7 tháng. Bà Định bị biệt giam, rồi sau đó bị đày lên bà Rá. Trong 3 năm bị giam cầm khổ ải ở đây, bà Định nhận được tin chồng mất. Những tưởng người phụ nữ này sẽ suy sụp, nhưng không. Bà nén đau thương cùng các đồng chí cách mạng khác biến nhà tù thành trường học theo đúng chuẩn phong cách. Đi học là đi tu, ngồi học là ngồi tù, sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường. Về quãng thời gian học trong lao tù, bà Định từng chia sẻ: lên bà Rá, tôi như được dự lớp huấn luyện Marxist chính quy. Ở đó có bao nhiêu anh chị đã dạy tôi, ở đó có những giáo sư đỏ. Sau khi đi học trở về, bà về lại Bến Tre tiếp tục hoạt động và tham gia cướp chính quyền năm 1945. Tháng 3 năm 1946, bà cùng một số đồng đội làm cuộc hành trình bằng ghe bầu vượt biển ra Bắc, báo cáo tình hình chiến trường và xin vũ khí từ Bắc vào Nam. Chính bà Nguyễn Thị Định là thuyền trưởng đầu tiên chỉ huy tàu không số chở 12 tấn vũ khí từ miền Bắc cập bến A101, xã Thạnh Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre để chi viện cho chiến trường miền Nam, tạo tiền đề cho sự hình thành đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau này. Về lại Bến Tre, năm 1947, bà Nguyễn Thị Định được bầu vào tỉnh ủy. Năm 1951, thời điểm gian khó nhất của tỉnh, bà được tăng cường về lãnh đạo huyện Mỏ Cày, có thời điểm phải rời địa bàn sang đứng chân trên đất Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, bà Nguyễn Thị Định được cử ở lại miền Nam hoạt động bí mật. Trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ, biết bao lần vào sinh ra tử, nhờ sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, bà mới được an toàn. Sau những lần được nhân dân chở che như thế, bà càng quyết tâm cùng đồng chí có dâu của mình phải giải phóng cho kỳ được nhân dân khỏi ách lầm than. Chính bà Định là người gọi cuộc nổi dậy khởi nghĩa tại Bến Tre bằng khái niệm đồng khởi đầu tiên và là người trực tiếp chỉ đạo cuộc đồng khởi đợt 1 nổ ra ngày 17 tháng 1 năm 1960. Từ phong trào đồng khởi đã khai sinh ra đội quân tóc dài với thủ lĩnh là bà Nguyễn Thị Định, gắn liền với phương thức đánh địch bằng 3 mũi giáp công, chính trị kết hợp với vũ trang và binh vận. Từ thời Hai Bà Trưng, bà Triệu, người ta mới lại nhìn thấy một người phụ nữ đứng ra lãnh đạo một phong trào khởi nghĩa. Thời điểm ấy, bà Định không cưỡi voi ra trận, nhưng với chiến thuật đánh ngay cả cánh đàn ông cũng phải ngả mũ chào thua, thì bà hoàn toàn xứng đáng với 4 chữ nữ trung hào kiệt. Không những thế, cách đánh địch sáng tạo tuyệt vời của chiến tranh nhân dân do bà Định lãnh đạo đã nhanh chóng lan ra toàn miền Nam, làm thất bại hết chiến lược chiến tranh này đến chiến lược chiến tranh khác của Mỹ, Ngụy, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh lúc này đang giữ cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam từng tấm tắc khen: một người phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc đồng khởi ở Bến Tre thì người đó rất xứng đáng được làm tướng và ở trong bộ tư lệnh đánh Mỹ.
Cũng chính Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mời bà sang gặp Bộ Tư lệnh Miền Nam giao nhiệm vụ. Bác Hồ và Bộ Chính trị quyết định rút chị lên làm Phó Tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Ngoài công tác chung, Bộ Tư lệnh phân công chị theo dõi chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị. Bà giữ cương vị này từ năm 1965 đến năm 1974, chính thức được phong quân hàm Thiếu tướng. Từ năm 1965 đến năm 1975, bà đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sự có mặt của bà trong Bộ Chỉ huy miền Nam đã góp phần làm cho cái nhìn của lãnh đạo, chỉ huy toàn diện, thấu đáo hơn trong lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân. Mùa xuân năm 1975, trong năm cánh quân rầm rập tiến về giải phóng Sài Gòn, có nữ tướng Nguyễn Thị Định trong vai trò Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng. Về phía quần chúng nhân dân, ấn tượng về vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam lại vô cùng giản dị. Mọi người kể rằng bà Nguyễn Thị Định thường không mặc quân phục, không mang quân hàm, dù phòng quân trang đo may cho bà những bộ quân phục rất đẹp để tiếp khách quốc tế. Trong vùng căn cứ, thỉnh thoảng cũng có đoàn khách nước ngoài, nhà báo, nhà văn đến thăm để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chia sẻ khó khăn với Trung ương Cục trong kháng chiến chống Mỹ. Trang phục mà nữ tướng thường mặc vẫn là bộ quần áo bà ba đen, đôi khi màu cỏ úa, màu kem nhạt, khăn rằn quàng cổ, nón lá, đi dép dâu, vai đeo túi để sẵn sàng lấy ra cây kim, sợi chỉ và áo cho bộ đội, lấy viên thuốc, miếng đường cho chiến sĩ nào đó lên cơn sốt. Nơi nào có chị ba, nơi đó cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện. Trong rừng sâu, bà biết cách chế biến bột mì thành món bánh bao tuyệt hảo. Bà đồng cam cộng khổ với chiến sĩ, tập đi xe đạp băng qua đường rừng dài hun hút để ra mặt trận. Từ năm 1968, bà Nguyễn Thị Định được nhà nước Liên Xô trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lenin. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Nguyễn Thị Định giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và nhà nước như Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, khóa 5, khóa 6, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6, khóa 7, khóa 8, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, bà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đất nước thống nhất, thanh bình, nhân dân được tự do, hạnh phúc, nhưng vị nữ tướng vẫn sống trong cô đơn với nỗi nhớ thương khôn tả dành cho chồng và con. Con trai bà Định bị bệnh qua đời giữa lúc cao trào đồng khởi đang diễn ra rầm rộ tại quê hương Bến Tre. Trước đó vào tháng 9 năm 1960, trong chuyến công tác, tranh thủ thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, bà Nguyễn Thị Định viết thư cho con trai. Trong thư, bà không khỏi xốn xang khi 6 năm xa cách, bà chỉ một lần nhận được thư con. Vừa gửi xong lá thư, trở về cơ quan tỉnh ủy thì nhận được bức điện. Con chị ba bị bệnh mất ngày 4 tháng 5 năm 1960. Bà bàng hoàng, sửng sốt. Bà cố không để mình ngất xỉu trước mặt đồng chí, nhưng trái tim như có bàn tay ai bóp nghẹt. Với bà, đứa con duy nhất là tình yêu, là tất cả niềm hy vọng. Nhưng bà lau nước mắt, nén lại nỗi đau, tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, trái tim của vị nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định ngừng đập. Bà được nhà nước tặng thưởng hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất và nhiều huân chương cao quý khác. Sau khi bà qua đời 3 năm, ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà Nguyễn Thị Định đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội đã lập bàn thờ và rước bài vị của bà vào thờ ở đền thờ Hai Bà Trưng. Để tưởng nhớ, tri ân nữ tướng tài ba của quê hương, tháng 12 năm 2000, khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định với tổng diện tích gần 15.000 m² tại xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã được bắt đầu xây dựng và chính thức hoạt động từ tháng 12 năm 2003. Đến bây giờ, đội quân tóc dài do Thiếu tướng Nguyễn Thị Định thành lập và lãnh đạo không những khiến quân đội ta nở mày nở mặt mà còn làm nên một thương hiệu rất riêng trên bản đồ lực lượng quân sự thế giới. Có thể nói không đâu như ở Việt Nam, ngay cả một người phụ nữ bình thường, thậm chí bất hạnh khi cả chồng lẫn con đều mất, cũng có thể trở nên phi thường theo một cái cách mà lịch sử cũng không thể ngờ đến. Người ta hay bảo thời thế tạo anh hùng, điều này đúng, nhưng nếu nói theo kiểu ngược lại thì cũng không sai. Thời thế đã tạo ra một vị nữ tướng tài ba cho dân tộc Việt Nam là Nguyễn Thị Định, nhưng cũng chính Nguyễn Thị Định đã làm một phần của thời thế thay đổi, xoay chuyển theo một hướng khác. Đó chẳng phải là tạo thì là gì? Anh em nghĩ sao về cuộc đời của vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam? Hãy để lại lời bình luận của mình xuống bên dưới video và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Mr. Sue đẹp trai và đồng bọn anh em nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.